Tập đoàn Toyota Motor cho biết lợi nhuận ròng sẽ tăng lên mức kỷ lục trong năm nay, trong đó thì doanh số bán hàng tại Mỹ tăng sẽ giúp bù đắp lại những hoạt động suy yếu trên thị trường châu Á. Sau khi lợi nhuận đạt mức tăng 19% một năm trong năm tài chính 2014 kết thúc vào cuối tháng 3 với 2.170 tỷ yên, tương đương với 18,1 tỷ đô la Mỹ, thì nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới mới đây lại cho biết kỳ vọng lợi nhuận tăng 3,5% trong năm tài chính 2015 ở mức 2.250 tỷ yên. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn so với kỳ vọng chung của 27 nhà phân tích trong một cuộc khảo sát của Thomson Reuters là 2.440 tỷ yên. Toyota cũng kỳ vọng doanh số bán hàng tại Mỹ tăng mạnh trong năm nay với mức tăng 4,2% so với năm ngoái, đủ để bù đắp vào sự suy yếu doanh số tại thị trường châu Á, Nga và Trung Đông. Do tác động bởi giá dầu giảm, tháng trước, Toyota đã kết thúc giai đoạn mở rộng hoạt động trì trệ của mình bằng kế hoạch xây nhà máy mới tại Mexico và Trung Quốc. Nhưng những nhà máy này vẫn còn phải chờ vài năm nữa trước khi đi vào hoạt động.